cái máy mini, cho nên là chị tin rằng nó sẽ không làm được những cái cây bông gòn to như là chúng ta mua ở ngoài đâu. Chị thấy có rất là nhiều người bán kẹo bông gòn rất là giỏi, bởi vì người ta có thể tạo hình cho cây bông gòn luôn đó. Lần trước thì chị đã mua được một em thỏ, có lần thì chị mua được một em gấu rất là đáng yêu, không nỡ ăn luôn. Nhưng cuối cùng thì chị cũng đã lựa chọn là ăn em gấu đó. Và em gấu bông gòn thôi nhá các em. Hình như nó hết ra rồi thì phải. Ồ, vẫn còn ra rất là nhiều bông này các em.